Trời rét đậm yếu tố hàng đầu làm tăng nguy cơ viêm phổi ở người cao tuổi. Thời tiết rét đậm không chỉ làm cơ thể người cao tuổi dễ cảm thấy lạnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi do nhiều yếu tố khác nhau như: trong thời tiết lạnh, người cao tuổi thường có xu hướng giảm cường độ hoạt động vì cảm thấy khó chịu và khó di chuyển hơn. Việc giảm cường độ hoạt động có thể làm yếu cơ bắp và làm giảm sức đề kháng của cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi. Người cao tuổi thường có hệ thống miễn dịch yếu hơn, không thể chống lại vi khuẩn và virus một cách hiệu quả như người trẻ. Trong thời tiết rét đậm, hệ thống miễn dịch càng trở nên yếu đuối, làm tăng nguy cơ viêm phổi. Trong mùa đông, việc sử dụng lò sưởi, lửa và khói có thể tăng lượng các hạt bụi và chất ô nhiễm trong không khí. Sự ô nhiễm này khiến cho đường hô hấp của người cao tuổi dễ bị kích thích, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi. Thời tiết rét đậm thường đi kèm với độ ẩm thấp, đặc biệt là nửa đầu mùa đông ở miền Bắc. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và virus phát triển, từ đó tăng nguy cơ viêm phổi.